Với bản thân tổ hợp tác xã của chúng tôi, như hiện tại thì cũng để về cung ứng ra thị trường thì nó còn thiếu rất chi là nhiều. Chính vì vậy thì chúng tôi cũng rất là mong muốn được bắt tay hợp tác với toàn thể bà con. Xin chào toàn thể bà con đã quay trở lại kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia. Hôm nay thì tôi đang có mặt tại trang trại chăn nuôi Trốn Mốc của anh Đạt tại có địa chỉ tại tỉnh Đồng Nai ạ. Xin chào anh ạ. Xin chào em. Xin chào toàn thể bà con trên khắp cả nước. Tôi cũng xin tự giới thiệu về bản thân tôi. Tôi tên là Đạt, hiện tôi đang là chủ trang trại nuôi con chuồn mốc có địa chỉ tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Bản thân em cũng đi tham quan cái mô hình trang trại của anh và em thấy là cái quy mô trang trại của mình cũng đã rất là rộng lớn và cái số lượng con giống cũng rất là nhiều. Thì qua nhiều năm kinh nghiệm thì anh có thể chia sẻ tới quý bà con là cái bí quyết nào mà khiến anh có thể thành công như ngày hôm nay, cũng như là cái bí quyết để mà chăm sóc cũng như là chăn nuôi cái con chuồn mốc sinh sản được đạt được cái hiệu quả cao nhất ạ? Thì anh cũng xin chia sẻ với em, cũng xin chia sẻ với toàn thể bà con. Thì bản thân cá nhân của tôi thì cũng đã từng chăn nuôi cái con chuồn mốc này thì là cũng hơn chục năm nay. Thì để mà chăn nuôi được thành công cái con chuồn mốc này thì là nó cũng đòi hỏi một số kỹ thuật cũng chuyên sâu. Và trong quá trình chăn nuôi thì tôi cũng đúc kết ra và cũng có một vài cái bí quyết. Thì hôm nay tôi cũng xin chia sẻ với kênh cùng toàn thể bà con để bà con có thể là nắm vững được cái kỹ thuật và cái bí quyết để chăn nuôi thành công con chuồn mốc sinh sản này. Để mà chăn nuôi được cái con chuồn mốc sinh sản này, nó đem lại cho bà con cái hiệu quả kinh tế cao nhất, cũng như là để mà lựa chọn được những cái con giống mà nó đạt được cái tỷ lệ mà đẻ sai, đẻ mắn nhất cho bà con. Thì tôi cũng có cái bí quyết để chia sẻ tới bà con như sau. Cái thứ nhất thì là khi mà bà con có cái ý định mà bắt tay vào chăn nuôi con chuồn mốc này, cũng như là một số bà con mình đang chăn nuôi, thì tôi cũng có một cái lưu ý tới cho bà con là bà con bắt buộc là mình phải bớt chút cái thời gian mình đến trực tiếp những cái trang trại có đầy đủ cái uy tín và cũng như là cái quy mô số lượng con giống. Chỉ có những cái trang trại như vậy thì là người ta mới có đầy đủ cái kinh nghiệm trong chăn nuôi, và đồng thời thì bà con cũng sẽ lựa chọn được những cái con giống mà nó đạt được cái tiêu chuẩn trong để mình làm giống. Và cái thứ hai nữa thì là tôi chia sẻ cho tới bà con là cái bí quyết là mình về cái chế độ ăn cũng như là giờ giấc ăn của cái con chuồn mốc này, để làm sao mà cái con chuồn mốc này nó sẽ hấp thụ được tất cả những cái dưỡng chất để phục vụ như đầy đủ cái dưỡng chất sau khi mà cái con chuồn nó sinh con ra. Và một cái vấn đề bà con cần lưu ý nữa đó là cái nhiệt độ và cái không gian và môi trường sống của cái con chuồn mốc này. Thì cũng như bà con đã biết là cái con chuồn mốc này khi nó sống ngoài tự nhiên thì là đa phần của nó thì nó là sống ở trong những cái hốc cây hoặc trên những cái thân cây lớn. Thì bà con phải là lưu ý là mình tạo làm sao được những cái không gian để nó thích nghi mà phù hợp nhất so với ngoài tự nhiên. Và cái vấn đề thứ ba nữa là bà con cần phải lưu ý là cái sau khi mà cái con chuồn này nó sinh sản ra thì là bà con cần cho ăn những gì, để việc đầu tiên là nó phải bổ sung cái dưỡng chất, và cái thứ hai nữa là nó cung cấp đầy đủ sữa cho con nó bú. Như em vừa được nghe anh Đạt chia sẻ về những cái bí quyết để chăn nuôi con chuồn mốc được thành công, vậy thì theo như anh Đạt thì cái bí quyết nào là bí quyết quan trọng nhất ạ? Thì anh xin chia sẻ với em, cũng xin chia sẻ đến toàn thể bà con. Thì là như cái vừa rồi tôi cũng đã chia sẻ với bà con, thì là hầu như tất cả những cái bí quyết hay là những cái bà con cần lưu ý thì là tất cả nó cũng đều quan trọng cả. Nhưng để mà quyết định chính nhất để mà chăn nuôi được thành công cái con chuồn sinh sản này thì là tôi có một cái bí quyết đặc biệt lưu ý tới cho bà con. Có thể là một số bà con cũng đã tìm hiểu, hoặc là bà con tìm hiểu một số các trang trại, có thể là người ta không biết hoặc người ta không muốn chia sẻ tới bà con. Đó là về cái chế độ ăn và khẩu phần ăn của cái con chuồn mốc này, và đặc biệt là khung giờ ăn. Thì để mà cái con chuồn này nó sinh sản được tốt nhất thì là trong quá trình khi mà cái con chuồn nó đạt được cái lứa tuổi lên giống,
thì bà con đặc biệt lưu ý cho tôi là tất cả những cái con đực mình sẽ tăng cường bổ sung thêm, đó là hàm lượng trứng, và bổ sung cho con cái, đó là cháo đậu tương. Đấy, trong cái thành phần cháo đậu tương này nó sẽ kích thích cái trong quá trình mà động dục của cái con cái để nó kịp thời để cho vào giao phối. Và cái trong quá trình mà giao phối xong thì bà con cũng lưu ý cho tôi là khi cái con mẹ đẻ ra thì bà con sẽ tăng cường tất cả những hàm lượng thức ăn lên để nó cung cấp đầy đủ sữa cho cái con. Và cái lưu ý cho bà con là cái khung giờ ăn của cái con chồn này. Đấy, như bà con đã biết thì là cái con chồn là nó ngoài tự nhiên, là nó sinh hoạt chủ yếu là về đêm. Khi đấy thì là bà con tất cả là cái khung giờ ăn là nó quyết định rất chi là quan trọng đến cái hệ sinh sản của cái con chồn mốc này. Thì cái khung giờ để mà tốt nhất cho con chồn thì bà con nên cho ăn vào khung giờ là từ 5:30 cho đến 6:00, và vào buổi sáng thì bà con cho ăn từ 7:00 cho đến 7:30. Thì cái tất cả khung giờ như vậy thì là cái hệ tiêu hóa cũng như là cái sự hấp thụ dưỡng chất của con chồn này nó sẽ được tốt hơn. Với anh Đạt thì là người đã có nhiều năm trong cái lĩnh vực là chăn nuôi các dòng động vật hoang dã, điển hình là con chồn mốc này rồi, thì anh Đạt có thể chia sẻ tới quý bà con về cái chế độ chăn nuôi con sinh sản cũng như là chế độ chăn nuôi con thương phẩm được không ạ? Thì cũng xin chia sẻ với em, cũng xin chia sẻ đến toàn thể bà con, thì là để mà chăn cái con sinh sản thì nó sẽ khác biệt so với con thương phẩm. Như hiện tại thì là bên trang trại tôi đang áp dụng là chế độ chăn của con sinh sản. Thì là trung bình, bình quân mỗi một tháng chúng tôi sẽ cho tăng trưởng của cái trọng lượng của con chồn này lên thì là từ 3 cho đến là 3 lạng rưỡi trên một tháng. Còn để mà chế độ chăn của cái con thương phẩm thì nó sẽ khác so với con sinh sản ở cái tất cả cái hàm lượng thức ăn. Thì là chúng tôi sẽ tăng cường lên, thậm chí là không phải là mình cho ăn ngày 2 bữa mà có thể là ngày 3 cho đến 4 bữa. Thì mấy cái tốc độ chăn của cái con thương phẩm thì là trung bình có một tháng thì nó trọng lượng nó sẽ dao động từ 8 lạng cho đến 1 cân trên một đầu con trên một tháng. Chính vì như vậy thì nếu bà con nào mà có cái ý định mà chăn nuôi con chồn mốc này và cũng có đi tham quan hoặc là đi bắt những con giống của một số những trang trại trên cả nước thì bà con lưu ý thêm cho tôi là khi mà mình bắt những con giống thì bà con phải là làm sao mình hỏi những cái chủ trại là con này nó đã đạt được bao nhiêu tháng tuổi, và ví dụ như là 1 năm tuổi thì nó sẽ trọng lượng nó sẽ tương ứng nó chỉ là từ 3 cân tối đa lên là 3,5 cân. Chính vì như vậy thì là những cái con giống nó mới đạt được cái tỷ lệ về sinh sản về sau. Còn những cái con mà trọng lượng nó to quá hoặc là có thể là nó gầy gò ốm yếu quá thì là những cái con đấy thì bà con cũng không nên lựa chọn những con như vậy để bà con làm giống. Như em có được nghe anh Đạt chia sẻ về cái chế độ chăm sóc con sinh sản cũng như là chế độ chăm sóc con thương phẩm rồi, thì anh Đạt có thể chia sẻ cụ thể hơn cho quý bà con là khi mà mình chăn nuôi con sinh sản thì mình cho ăn những cái gì, cũng như là mình cho con thương phẩm thì mình cho ăn những cái gì ạ? Để về chăn con sinh sản thì là như hiện tại thì bên trang trại anh cho ăn thức ăn thì là nó ăn được tất cả các loại rau, tất cả là cái loại quả mà nó có vị ngọt cũng như là vị chát. Thế ngoài ra thì bên trang trại anh có chăn bổ sung thêm thì là đó là cháo, thì trong đó có cháo thịt và cháo cá. Còn khác biệt ở cái chăn con sinh sản và cái con thương phẩm là ở cái chế độ ăn. Ví dụ như bên trang trại anh thì đang áp dụng theo cái phương thức là con sinh sản về mỗi một buổi sáng, thì đối với cái con là từ 5 tháng tuổi trở xuống thì bên trang trại anh hiện tại là đây, bên trang trại anh đang áp dụng là cho cái con từ 5 tháng tuổi trở xuống thì nó sẽ dao động từ 1 cho đến 1,5 quả chuối. Còn để về những cái con mà đạt được từ 8 tháng tuổi trở lên thì bên anh đang áp dụng là dao động từ 2 cho đến 3 quả chuối trên một bữa buổi sáng. Còn về cái bữa buổi tối thì bên trang trại anh đang áp dụng đó là cho ăn cháo, thì trong đó có cháo thịt và cháo cá. Thì là với cái tỷ lệ là đối với con từ 5 tháng tuổi trở xuống thì bên trang trại anh đang áp dụng là nó dao động từ 300 gram cháo
trên một bữa buổi sáng. Còn những cái con mà nó từ 8 tháng tuổi trở lên cho đến dòng bố mẹ thì bên trang trại anh đang cho ăn với cái tỷ lệ là 500 gram cho đến 600 gram cháo trên một bữa về chiều tối. Còn tất cả những cái con khi mà mình chăn thương phẩm thì là tất cả cái hàm lượng thức ăn thì mình sẽ tăng cường lên, thậm chí là mình tăng cường cả bữa trên một ngày. Vâng, vậy thì anh Đạt có thể nhẩm tính cho quý bà con về cái chi phí thức ăn của con chuồn mốc này khoảng bao nhiêu không anh? Đối với chi phí của cái con chuồn mốc này thì là như hiện tại bên trang trại anh đang chăn nuôi thì là cái này nó cũng tùy thuộc vào từng khu vực và địa phương về cái giá cả ngoài, về cái thức ăn ngoài thị trường. Thì có như hiện tại bên trang trại anh đây thì nó đang dao động từ 2 cho đến 3.000 đồng trên một đầu con trên một ngày. Theo như em thấy thì ở hiện tại thì ở trang trại của mình thì đang chăn nuôi theo hai chế độ, là chế độ sinh sản cũng như là chế độ con thương phẩm. Thì đối với con sinh sản thì hiện tại mình đang xuất bán với giá con giống bao nhiêu, cũng như là với con thương phẩm thì hiện tại thì mình đang xuất bán ra ngoài thị trường là bao nhiêu tiền 1kg? Thì hiện tại thì như bên trang trại anh thì là về cái phần con giống thì là bên trang trại anh đang cung cấp ra ngoài thị trường thì nó cũng chia thành 4 cái biểu giá và cũng tương ứng là 4 cái lứa tuổi nó khác nhau. Như hiện tại thì bên trang trại anh đang xuất bán cái dòng 3 tháng tuổi thì nó là 15 triệu trên một đôi, là một con đực một con cái. Và cái dòng 5 tháng tuổi thì là 20 triệu. Còn cái dòng hậu bị là cái dòng là chuẩn bị đi giống cái lứa đầu tiên thì là nó là 25 triệu trên một cặp. Còn dòng bố mẹ nó đã qua sinh sản lứa đầu tiên, chuẩn bị sang lứa thứ hai thì bên trang trại anh đang xuất bán là 35 triệu trên một cặp. Còn về cái hàng con thương phẩm thì bên trang trại anh đang cung cấp ra ngoài thị trường thì nó đang dao động từ 2 triệu 3 cho đến 2 triệu rưỡi trên 1kg. Với cái quy mô trang trại lớn như thế thì anh Đạt có thể chia sẻ thêm cho quý bà con về cái lợi nhuận mà mỗi một đầu mẹ chuồn mốc mang lại cho mình bao nhiêu được không ạ? Về cái phần lợi nhuận như hiện tại của bên trang trại anh đây thì là để về bình quân của mỗi một con mẹ sinh sản trên một năm thì là nó cũng đem lại cho anh cái mức lợi nhuận nó dao động từ 6 cho đến 70 triệu đồng trên một năm. Nếu bà con trừ tất cả những chi phí đi thì nó cũng đem lại mấy cái hiệu quả thấp nhất thì nó cũng phải là từ 50 cho đến 55 triệu trên một con mẹ đẻ trên một năm. Như hiện nay thì có rất là nhiều bà con quan tâm cũng như là muốn bắt tay vào chăn nuôi con chuồn mốc này, nhưng mà bà con lại có chung một nỗi băn khoăn là về cái kỹ thuật chăn nuôi con chuồn mốc, cũng như là khi mà đi lựa chọn con giống thì bà con rất là băn khoăn giữa các nhiều trang trại khác nhau. Thì anh Đạt có thể chia sẻ cũng như là tư vấn cho quý bà con là để cái trang trại nào mà có đạt chuẩn để có thể xuất ra những cái con giống đạt tiêu chuẩn không ạ? Cũng như là về phần bao tiêu đầu ra thì bà con băn khoăn là đầu ra mình như thế nào và có ổn định hay không? Tiện đây thì tôi cũng xin chia sẻ đến toàn thể bà con về cái khâu kỹ thuật, là nếu bà con nào mà mình có ý định bắt tay vào chăn nuôi để phát triển kinh tế từ cái con chuồn mốc này thì nếu bà con nào thực sự đam mê thì bà con cũng có thể là liên hệ trực tiếp với tôi hoặc cũng có thể là đến trực tiếp trang trại của tôi. Thì bên trang trại tôi cũng có đầy đủ đội ngũ kỹ thuật, hoặc là tôi sẽ là người trực tiếp sẽ chia sẻ và hướng dẫn tới cho bà con để bà con bắt tay vào chăn nuôi con vật nuôi này. Và cái thứ hai nữa, để mà bà con không biết lựa chọn những con giống ở những trang trại nào thì đối với cá nhân của tôi thì tôi cũng có một cái lời khuyên đến toàn thể bà con. Khi bà con đi lựa chọn con giống, việc đầu tiên là bà con phải đến trực tiếp những cái trang trại có đầy đủ cái độ uy tín, và cái thứ hai nữa là phải có quy mô rộng lớn và số lượng con giống nhiều, và có đầy đủ các thủ tục giấy tờ hợp pháp pháp lý để bà con về chăn nuôi tại địa phương. Còn nếu bà con nào mà thực sự tin tưởng đến tôi thì bà con có thể là đến trực tiếp trang trại của tôi, thì tôi sẽ sẵn sàng là tôi là người sẽ trực tiếp sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho bà con để bà con về phát triển kinh tế làm giàu từ cái con vật nuôi này. Và cái vấn đề thứ ba nữa, bà con băn khoăn về cái phần đầu ra thì tôi cũng xin chia sẻ đến toàn thể bà con. Như hiện tại của tôi đây thì tôi cái mô hình của tôi thì cũng đã phát triển là từ Bắc cho đến Nam, và hiện tại thì tôi cũng có gia nhập vào tổ hợp tác xã, và hiện tại như tổ hợp tác xã của tôi thì cũng lên tới là 60 thành viên, và cũng rất mong muốn là được bắt tay
với bà con để mình phát triển cái mô hình của cái con chuồn mốc này ra ngoài thị trường, không những là thị trường trong nước, và tương lai sau này thì bên tôi cũng sẽ phát triển thêm cái thị trường cả quốc tế nữa. Với bản thân tổ hợp tác xã của chúng tôi như hiện tại thì cũng để về cung ứng ra thị trường thì nó còn thiếu rất chi là nhiều. Chính vì vậy thì chúng tôi cũng rất là mong muốn được bắt tay hợp tác với toàn thể bà con. Nếu sau này bà con có sản phẩm làm ra thì bên tổ hợp tác xã chúng tôi sẽ có cái ký kết hợp đồng bao tiêu cho bà con. Và trước khi bà con ký kết hợp đồng bao tiêu thì bà con sẽ được đọc đầy đủ tất cả các điều khoản về từ giá cả và bao tiêu thời hạn là bao lâu. Thì là cái này cũng tùy thuộc bà con, thì là cũng có thể là mình ký kết từ 5 cho đến 10 năm một. Trên đây là toàn bộ những cái chia sẻ của anh Đạt về bí quyết để chăn nuôi con chuồn mốc này thành công. Nếu bà con nào mà quan tâm cũng như muốn tìm hiểu và chăn nuôi con chuồn mốc này thì có thể liên hệ trực tiếp với anh Đạt qua số điện thoại, hoặc đến trực tiếp tại trang trại của anh có địa chỉ tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.